Thời nào mà chẳng có những thương hiệu đình đám. Nhắc đến, có thể nhiều bạn đang nghĩ tới Gucci, Chanel, Dior hay các hãng xe sang như Mercedes, Porsche, Audi, những thương hiệu nổi tiếng mà không ít người đam mê. Và cũng có những thương hiệu gắn liền với nhiều người Việt Nam vào những năm bao cấp, tưởng chừng không có giá trị hiện tại nhưng lại là một phần hoặc là niềm mơ ước của những người thời bấy giờ. 1. Xe đạp thống nhất. Việt Nam vào những năm 80 của thế kỷ 20 là đế chế của những chiếc xe đạp. Xe đạp là phương tiện phổ biến thời bấy giờ mà nếu là xe đạp thống nhất thì chắc chắn là gia đình khá giả. Bởi vì một chiếc xe đạp thống nhất thời bấy giờ có giá trị lên đến nửa cây vàng. Nó được coi là biểu tượng của sự giàu có, thành đạt và là niềm mơ ước của hàng triệu người. Còn thời chiến tranh, xe đạp được gọi là ngựa sắt chiến trường. Nhiều đội quân xe đạp thồ được thành lập vượt mưa bom bão đạn để đem gạo, muối, thuốc men ra tiền tuyến và góp phần không nhỏ vào chiến thắng cuối cùng. Vào thời bao cấp thì xe đạp thống nhất được gọi vui là anh chàng Liên Hợp Quốc. Để có thể sở hữu được một chiếc xe đạp thống nhất thì cần phải có giấy ưu tiên mới được mua. Hồi ấy, để rước một anh chàng Liên Hợp Quốc về là tốn kém lắm, bởi vì giá của nó phải bằng cả 4 năm tháng lương của công nhân viên. Xe đạp thời bao cấp cũng có nhiều chuyện vừa vui vừa buồn, vì xe đạp nhiều và hay hỏng vặt nên mới sinh ra nhiều người làm nghề sửa chữa xe đạp. Gần như ở mỗi phố, dưới cột điện lại có một người làm nghề sửa chữa xe đạp. Thế nên, giang hồ vẫn tương truyền câu nói: đầu đường đại tá vá xe, cuối đường trung tá bán chè đậu đen. Ý nói những người bộ đội về hưu không có nghề gì thì chỉ có sắm bộ đồ sửa chữa xe đạp để cải thiện cuộc sống bởi vì lương hưu quá thấp. Thế nhưng, việc mở cửa kinh tế cũng như sự thay đổi khi xe máy và ô tô dần trở thành phương tiện phổ biến hơn khiến xe đạp thống nhất không còn được coi trọng như trước nữa. Đến thời điểm này thì xe đạp thống nhất vẫn dẫn đầu sản xuất và kinh doanh xe đạp made in Việt Nam, nhưng sức sống của thương hiệu đã không còn được như xưa. 2. Cao Sao Vàng. Cao Sao Vàng được mệnh danh là trị bách bệnh từ nhức đầu, sổ mũi, hắt hơi, đau bụng, bong gân đến say tàu xe, côn trùng cắn đều dùng đến loại thần dược nhỏ nhưng có võ này. Nó có mùi hương gây nghiện khiến biết bao thế hệ ông bà xưa chao đảo. Các dân chơi thế kỷ 21 có câu, tiền ít mà lại đòi hít khí thơm. Điều tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra, vậy mà các dân chơi thế kỷ 20 vẫn được hít hà khá đều tay. Từ khi được đưa vào sản xuất, Cao Sao Vàng được sử dụng rộng rãi ở miền Bắc Việt Nam với đặc tính làm nóng cơ thể. Những người Việt khi đi công tác, học tập ở các nước Đông Âu thời đó thường mang theo Cao Sao Vàng để sử dụng. Ngoài ra, với tác dụng chống rét và gọn nhẹ, cao còn được dùng để làm quà. Do đó, Cao Sao Vàng thậm chí còn được người dân một số nước Đông Âu biết tới. Sau năm 1975, Việt Nam và Liên Xô đẩy mạnh trao đổi hàng hóa. Cao Sao Vàng là một trong những mặt hàng xuất khẩu sang Liên Xô. Sản phẩm được giao cho 5 xí nghiệp dược sản xuất, riêng xí nghiệp dược ở Đà Nẵng đang được giao chỉ tiêu sản xuất mỗi năm trung bình là 10 đến 15 triệu hộp, đỉnh cao là năm 1983 với sản lượng được giao là 20 triệu hộp. Thấp nhất là năm 1986, năm cuối cùng có chỉ tiêu sản xuất với 4 triệu hộp. Sau khi việc xuất khẩu sang Liên Xô kết thúc, sản lượng tiêu thụ của Cao Sao Vàng sụt giảm. Nhiều đơn vị đăng ký sản xuất Cao Sao Vàng, tuy nhiên ít doanh nghiệp giữ được sản lượng ổn định. Sau một thời gian trầm lắng với những sản phẩm có tác dụng tương tự như dầu Kula, dầu Tram cạnh tranh trên thị trường trong nước, thời gian năm 2013 đến năm 2014, Cao Sao Vàng lại được nhắc tới khi trở thành mặt hàng bán chạy trên thị trường quốc tế. Hiện tại, nước Nga là quốc gia có thị trường nhập khẩu Cao Sao Vàng cao nhất. Ở Nga còn có đoạn quảng cáo như phim Hollywood nâng em nó lên tầng cao mới. Đoạn quảng cáo làm cho không ít người Việt Nam vừa xúc động, vừa thích thú bởi vì nó gợi lại những kỷ niệm tuổi thơ lại làm tăng thêm phần tự hào. 3. Milan Milliket. Milliket là một trong 13 nhà máy đầu tiên được xây dựng để phát triển ngành công nghiệp nhẹ tại Việt Nam. Tiền thân là hai xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa năm 1972 và lương thực thực phẩm Milliket 1995. Hai doanh nghiệp này được sáp nhập vào tháng 4 năm 2004 với tên gọi Xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa Milliket để thực hiện cổ phần hóa. Việt Nam vào thời điểm những năm 80 thì Milliket được xem là món ăn hảo hạng có giá từ 500 đồng đến 1.000 đồng, khá đắt đỏ thời bấy giờ. Thậm chí là khi ốm mới được tầm bổ bằng mì tôm. Một gói mì Milliket thường bao gồm vắt mì và gói gia vị. Bao bì đặc trưng của mì thường là giấy bọc giáp trắng hoặc đen và ni lông với hình ảnh hai con tôm trụm đầu vào nhau hiển thị trên bao bì. Ngoài hai sản phẩm chính là mì gói hai tôm và mì ký bốn tôm, tức là mì bán theo ký với bốn con tôm hiển thị trên bao bì, còn có thêm cả mì ly và mì tô với các hương vị khác nhau như tôm, gà, chay, tôm chua cay và nhiều loại khác. Đến những năm 90, khi kinh tế khấm khá hơn thì Milliket trở nên phổ biến, là món ăn khoái khẩu của mỗi gia đình với giá thành rẻ, tiện lợi, hương vị phù hợp. Từng có giai đoạn, Milliket chiếm tới 90% thị phần mì ăn liền tại Việt Nam. Milliket xâm chiếm kệ bếp của hầu khắp các gia đình. Nó quen thuộc đến mức người tiêu dùng lấy hai từ mì tôm để định danh cho loại thực phẩm này. Sau năm 2000, sự gia nhập thị trường của nhiều hãng mì ăn liền trong và ngoài nước đã khiến cho vị thế độc quyền của mì Milliket dần mất đi.
Các hãng mì mới xuất hiện với nguồn lực mạnh mẽ và chiến lược quảng cáo rầm rộ như Vina Escoop, Masan đã nhanh chóng chiếm thị phần của Milliket. Từ người dẫn đầu đến nay, thị phần của Milliket chỉ ở dưới mức 4% sản lượng tiêu thụ tại Việt Nam. Để cạnh tranh, Milliket cũng đang thay đổi cả chiến thuật phân phối, bán hàng. Thay vì đầu tư quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thì Milliket trực tiếp đem sản phẩm đến với các chợ đầu mối, chợ bán lẻ và đại lý len lỏi vào những quán ăn hàng lẩu từ vỉa hè cho tới nhà hàng. 4. Kem Thủy Tạ. Các dân chơi hệ kem chắc ai cũng biết là Hà Nội có hai nơi sản xuất kem que khét tiếng nhất ven Hồ Gươm, đó là kem Tràng Tiền và kem Thủy Tạ. Kem Thủy Tạ bán ở nhà hàng Thủy Tạ bên bờ Hồ Gươm. Hãng kem này thậm chí có lịch sử lâu đời hơn cả kem Tràng Tiền, khai sinh từ những năm 1940 của thế kỷ trước. Vị kem đặc sắc nhất của hãng Thủy Tạ là kem chanh bạc hà và chuối trứng. Cứ 10 que kem bán ra thì có lẽ hơn nửa là kem chanh bạc hà, gọi là kem chanh nhưng lại không sợ chua, gọi là bạc hà mà lại không sợ cay. Một cây kem tròn tròn, màu xanh, vị chanh vừa đủ mát và vị bạc hà hơi the the. Ăn xong cái kem mà vị mát vẫn còn chưa tan. Cái thú vị nhất ở đây là được ăn que kem ngon ở ngay chỗ hồ nổi tiếng nhất nước và vào những ngày cuối tuần đẹp trời, còn được nghe nhạc miễn phí, xem khiêu vũ của những nghệ sĩ đường phố cổ. 5. Giày Thượng Đình. Được thành lập từ năm 1957, Giày Thượng Đình, tiền thân là xưởng X-30 thuộc Cục Quân khu, Tổng cục Hậu cần chuyên sản xuất mũ cứng và dép cao su phục vụ quân đội. Phải đến năm 1978, xưởng đổi tên thành Xí nghiệp Giày vải Thượng Đình và bắt đầu tập trung vào sản xuất giày vải, giày thời trang, giày thể thao cùng với các loại dép khác. Năm 1993, cái tên Giày Thượng Đình mới chính thức được áp dụng và trở thành một thương hiệu khó quên của nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam. Trong thời kỳ bao cấp, mức độ phổ biến của giày Thượng Đình lớn đến mức gần như nhà nào cũng sở hữu một đôi với tên gọi quen thuộc hơn, đó là giày Bata. Giày Bata Thượng Đình vốn là một thương hiệu giày khá quen thuộc với người Việt Nam. Thậm chí từng có thời nó được gọi là đồ hiệu chỉ dân chơi mới có. Thế nhưng, cái gì cũng có một thời. Khi đất nước hội nhập vào, các công ty giày nước ngoài dần xuất hiện và gia nhập thị trường giày Việt Nam, thì giày Thượng Đình cũng dần mất đi chỗ đứng. Bây giờ, trên các kệ giày chúng ta không còn nhìn thấy thương hiệu Thượng Đình, mà thay vào đó là các thương hiệu nước ngoài nhập khẩu như là Adidas hay Nike. Khi nhắc đến giày Thượng Đình, người ta thường nói rằng giày bảo hộ Thượng Đình. Vì giày Thượng Đình hiện nay chỉ được sử dụng làm giày bảo hộ trong các nhà máy, công xưởng. Khi chơi thể thao thì vẫn còn ít người sử dụng giày Bata Thượng Đình. Sau thời hoàng kim của hai thập niên trước, tương tự nhiều thương hiệu vàng bóng một thời như Cao Sao Vàng, Mì Milliket hay Kem Thủy Tạ, giày Thượng Đình cũng phải chật vật tìm lại chỗ đứng trước cơn bão hội nhập. 6. Diêm Thống Nhất. Diêm Thống Nhất là cái tên rất đỗi quen thuộc từ nhiều năm nay của bao nhiêu người dân Việt Nam thế hệ 8X trở về trước. Thương hiệu Diêm Thống Nhất gắn liền với hình ảnh những bao diêm in hình chim bồ câu trắng trên nền trời xanh hòa bình là sản phẩm tạo nên tên tuổi của doanh nghiệp. Lần đầu, sản phẩm Diêm Thống Nhất được tung ra thị trường từ năm 1956 do nhà máy Diêm Thống Nhất, một trong những nhà máy sản xuất đầu tiên được xây dựng tại miền Bắc. Đến năm 1993, nhà máy chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với tên gọi là Công ty Diêm Thống Nhất với quy mô hơn 500 lao động. Là một trong số ít thương hiệu vòng bóng một thời còn sản xuất kinh doanh và chưa năm nào phải báo lỗ, nhưng hoạt động chung của Diêm Thống Nhất vẫn gặp nhiều khó khăn trước sự cạnh tranh của những sản phẩm tạo lửa khác đến từ Trung Quốc. 7. Quạt con góc. Đã từng có một thời chiếc quạt con góc là chúa tể tạo gió, bậc thầy hạ nhiệt, nữ hoàng mát lạnh, kẻ hủy diệt oi bức, nhưng bây giờ thì nó đã thành một kỷ vật gắn liền với mùa hè thời bao cấp. Và những năm bao cấp, hàng hóa khan hiếm, đồ gia dụng lại càng thiếu thốn hơn, thị trường xuất hiện những sản phẩm đến từ các nước Đông Âu. Sản phẩm nội địa cũng đang khẳng định tên tuổi và quạt con góc là một trong những hàng hóa Việt Nam có tiếng nhất thời bấy giờ. Quạt con góc là sản phẩm của Điện Cơ Thống Nhất do Xí nghiệp Điện Cơ Thống Nhất sản xuất. Thống Nhất sản xuất nhiều loại quạt như quạt bàn, quạt chân, nhưng phổ biến hơn cả là quạt con góc có giá 35 đồng, tính ra đến cả nửa tháng lương công chức. Lúc ấy, nó nổi tiếng đến mức cho đến tận bây giờ khi nhắc tới quạt 35 thì người nào cũng hiểu ngay. Vì sao lại gọi là quạt con cóc? Bởi là vì thân quạt gồm hai mảnh nhựa ốp vào nhau, bọc lấy phần lõi đồng, hình dáng y như con cóc không lồng, không nóc, chỉ sợ ngủ quên là đá cánh quạt. Thời bao cấp, hàng hóa khan hiếm, mỗi nhà chỉ có một cái quạt nhưng không phải lúc nào cũng được dùng. Chỉ những lúc trưa tối hay những lúc thật nóng thì người ta mới đem ra dùng. Dù vẫn gây ra một số phiền toái nhưng quạt con cóc đã trở thành một trong những sản phẩm thông dụng và nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Quạt con góc là niềm mơ ước của không ít gia đình từ nông thôn đến thành thị. Hiện nay, Điện Cơ Thống Nhất vẫn bán quạt con góc. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ của sản phẩm vòng bóng một thời này không thấm vào đâu so với các loại quạt hiện đại đến từ nhiều thương hiệu nước ngoài trên thị trường. Những vòng quay của quạt con góc đình đám một thời cứ chậm dần và không biết từ lúc nào mà con góc điện cơ đã lùi vào trong góc thay vì thổi gió mát khi xưa, nay đã chuyển sang thổi lửa cho bếp than tổ ong. 8. Dép nhựa tiền phong.
Trong thời bao cấp, nam thanh niên nào mà ra đường với combo một chiếc mũ cối, quần thụng kèm theo áo bay của Liên Xô, thêm một đôi dép nhựa tiền phong, thế là đã đích thực đẳng cấp thời trang, tán gái auto là thành công. Dép nhựa tiền phong đã thịnh hành làm mưa làm gió trên thị trường hàng tiêu dùng trong nước từ cuối những năm 80 đến nửa đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Một đôi dép trị giá đến một chỉ vàng. Hồi đầu, dép nhựa tiền phong bán phân phối nên có tiền cũng chẳng mua được. Người ta phải tăng gia sản xuất, nuôi lợn để bán cho nhà nước. Lợn phải nặng từ 70kg trở lên mới được tờ giấy ưu tiên mua dép nhựa tiền phong. Dép nhựa tiền phong là đôi dép quay hậu với tên gọi dân dã là móng. Dân chơi Hà Nội thì gọi là gò. Đó là đôi dép màu trắng, trong có quai chéo, phía trước có quy bằng nhôm, cài quai đục lỗ, phía sau nhìn đơn giản nhưng khá là sành điệu. Phải thừa nhận là dép nhựa tiền phong thiết kế đơn giản nhưng rất bền, và quan trọng là rất dễ sửa chữa, vì chỉ cần một thanh sắt mỏng nung nóng thì ai cũng có thể hàn dán lại chỗ bị đứt rách, hay nếu để lâu có đổi màu, ố vàng thì ngâm vào nước nóng lại như mới. Từ sau khi nhà nước từng bước xóa bỏ cơ chế bao cấp vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, thì cánh thanh niên mới thỏa nỗi mơ ước sở hữu một đôi dép nhựa tiền phong chính hiệu. Nửa cuối những năm 90, dép nhựa tiền phong mất dần thị phần, nhưng nó không phải là một sản phẩm vắng bóng, vì hiện nay dép nhựa tiền phong vẫn còn trên thị trường, dù không phải là mặt hàng để giới trẻ lựa chọn. Trong các sạp, quầy hàng giày dép, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nếu muốn, người ta vẫn có thể chọn mua được đôi dép nhựa tiền phong. Sau mấy chục năm, dép nhựa tiền phong vẫn thủy chung với hình dáng ấy, mẫu mã ấy. Các chiến sĩ biên phòng đóng quân ở những nơi sâu xa vẫn lựa chọn dép nhựa tiền phong để đi, vì chỉ có nó mới chịu đựng được những chuyến quốc bộ, băng rừng, vượt núi. 9. Phích nước dạng đồng. Thời bao cấp, muốn có nước sôi thì một là đi nhóm bếp khá tốn củi, tốn than, tốn dầu, mà hai là xách phích nước ra tổ phục vụ ở ngay khu phố của mình. Ở các đô thị, đặc biệt là Hà Nội thời bấy giờ, có các tổ phục vụ, họ đun nước sôi để bán. Khi cần mua nước sôi, người dân sẽ mang phích ra mua. Vừa rẻ, tiện, lại nhanh hơn rất nhiều so với việc nhóm bếp đun nước. Giá tiền của một phích nước phục vụ rất rẻ, có khi chỉ 5 xu. Cái phích nước như là một vật dụng thiết yếu trong cuộc sống của các hộ gia đình thời bao cấp. Chỉ có phích nước mới giữ được độ nóng cho nước đủ lâu, có khi đến 2 ngày nước vẫn còn nóng đủ để pha trà. Nhà nào cưới xin hoặc sinh nở thì cũng phải sắm bằng được một chiếc phích. Dù là giá cả của một chiếc phích thời bấy giờ không hề rẻ, có khi lên đến tận 7-8 đồng. Dù là đắt nhưng nhiều gia đình vẫn cố gắng mua, bởi vì không có cái phích nước thì ăn uống, nuôi con cũng vô cùng vất vả. Cũng giống như bếp dầu hay bếp điện Liên Xô, nhà nào có chiếc phích nước dạng đồng cũng được coi là khá giả. Vì quý như thế nên ai sở hữu cũng rất nâng niu. Những món quà cưới được lựa chọn ngày ấy nếu không phải là thau chậu, chăn con công, bàn là Liên Xô thì chắc chắn sẽ là một chiếc phích nước dạng đồng. Nhận món quà cưới này, nhiều cặp vợ chồng trẻ còn trân trọng đến mức chân lên kệ tủ, đắn đo mãi mới dám dùng. Phích dạng đồng bao giờ cũng có nắp dập nổi biểu tượng của công ty. Trên thân phích có dòng chữ dạng đồng màu đỏ. Phích dạng đồng, phần vỏ bằng nhôm, có phần nắp được tận dụng làm cốc uống nước. Không chỉ có những mẫu chim cò, hoa lá mang cảm giác văn hóa Á Đông, dạng đồng còn có những mẫu thiết kế rất châu Âu. Cũng bởi thiết yếu và quý giá nên phích nước dạng đồng ngày ấy được quan tâm đầu tư và được đánh giá là một trong những sản phẩm tiêu dùng đáp ứng trọn vẹn nhất nhu cầu thời bấy giờ. Mặc dù quy trình sản xuất vẫn là 100% thủ công và vô cùng vất vả, người công nhân dùng que thổi, thổi dài hơn 1 mét để đưa vào lò thủy tinh đang nóng gần 1.500 độ C để lấy cục thủy tinh ra thổi, tạo thành bình, phích. Để tạo ra được một chiếc bình, phích vô cùng nóng và vất vả. Những người thợ làm phích lúc đó được coi như là một nghệ nhân. Từ chiếc phích nước truyền thống với vỏ nhôm giờ đã thay áo mới với nhiều màu sắc, chất liệu, đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau của đám đông và của mỗi cá nhân. Gần 60 năm trước, chiếc phích nước năm xưa vẫn tiếp tục giữ nhiệt. Những thương hiệu Việt được kể trên là các sản phẩm gắn liền với nhiều thế hệ người Việt Nam. Khi vào thời kỳ Hoàng Kim, những cái tên này là lựa chọn tất yếu của đa số khách hàng, là kỷ niệm gắn bó suốt nhiều năm. Các chủ tịch còn biết thương hiệu nào từng làm mưa làm gió thời bao cấp? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận để cộng đồng mạng được mở mang kiến thức.